Ngày 17 tháng 6, ngày này năm xưa trên thế giới có những sự kiện gì? Năm 629, Boraduc trở thành nữ hoàng đầu tiên của đế quốc Sassanid Ba Tư, lãnh thổ đế quốc đạt cực đại trong thời gian bà trị vì. Năm 1407, chiến tranh Minh, Đại Ngu, sau khi bắt được Thái Thượng Hoàng Hồ Quý Ly vào hôm trước, quân Minh bắt được vua Hồ Hán Thương, nhà Hồ diệt vong. Năm 1596, trong hành trình thứ 3 nhằm tìm hải lộ phương Bắc, nhà thám hiểm người Hà Lan Willem Barents khám phá ra quần đảo Svalbard ở vùng Bắc Cực. Năm 1885, tượng nữ thần tự do được chở một cách an toàn đến cảng New York trên chiếc tàu hơi nước Ise của Pháp. Năm 1902, anh Liễm Chi thành lập Đại Công Báo tại Thiên Tân, đây là một trong những báo giấy Trung Văn lâu năm nhất. Năm 1924, Đại hội lần thứ 5 của Quốc tế Cộng sản họp tại Moscow. Năm 1929, tại Hà Nội, các tổ chức cơ sở Cộng sản ở Bắc Kỳ họp đại hội quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng. Năm 1930, Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính cùng 11 đảng viên Quốc dân Đảng bị chính phủ bảo hộ Pháp chặt đầu do tiến hành khởi nghĩa Yên Bái. Năm 1944, Iceland tuyên bố độc lập từ Đan Mạch. Năm 1953, bùng phát nổi dậy chống chính phủ quy mô lớn tại Cộng hòa Dân chủ Đức, binh sĩ Liên Xô đồn trú tiến hành can thiệp nhằm trấn áp. Năm 1968, Đảng Cộng sản Malaya phát động một cuộc phục kích nhằm vào lực lượng an ninh Malaysia, đánh dấu khởi đầu một cuộc nổi dậy cộng sản kéo dài trong hơn 30 năm. Năm 1972, 5 người bị bắt khi đột nhập văn phòng của Đảng Dân chủ tại Washington, D.C., khởi đầu vụ bê bối chính trị dẫn đến sự từ chức của Tổng thống Mỹ Richard Nixon 2 năm sau đó. Năm 1994, khai mạc World Cup 1994 tại Hoa Kỳ.